chúng ta sẽ cùng tới với đường xuất phát của huấn luyện viên Božidar Bandovic sử dụng cho câu lạc bộ Hà Nội ngày hôm nay. Đáng chú ý là sự trở lại của Nguyễn Văn Quyết. Cầu thủ này đã trở lại sau án treo giò 8 trận đấu. Đây sẽ là một trận đấu hứa hẹn Văn Quyết cũng sẽ để lại những dấu ấn nhất định, và các khán giả của đội bóng thủ đô đang kỳ vọng rất nhiều vào Văn Quyết trong sơ đồ 3-4-3 được huấn luyện viên Bandovic sử dụng ngày hôm nay, đã ghi bàn. Những tình huống chạm bóng đầu tiên của Văn Quyết sau khi anh nghỉ thi đấu 8 trận đấu. Những trận đấu gần đây, và cầu thủ này đã có trận đấu này là trận đấu thứ 5 đá chính ở tại V-League. Khá bất ngờ. Cú đá ngay. Và sau đó là tình huống ập vào của Văn Quyết. Ngay lập tức chúng ta đã thấy được những sức ép mà câu lạc bộ bóng đá Hà Nội tạo ra về khung gỗ của đối phương. Pha ra chân là rất nhanh, nhưng thủ thành Thanh Tùng cũng đã chơi tập trung để cản phá cú dứt điểm vừa rồi. Sau đó thì Văn Quyết đã không thể tạo ra tình huống đá bồi. Cú đá trước đó có vẻ như là của Đỗ Hùng Dũng. Văn Quyết đánh đầu 1-0. Câu lạc bộ Hà Nội đã vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 4 của trận đấu. Những cơ hội đến gần như liên tiếp với đội bóng thủ đô. Macau là người đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Và đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Macau ở tại giải vô địch quốc gia Naigup V-League 1 trong mùa áo của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Người đã để lại dấu ấn là Văn Quyết với một tình huống tạt bóng. Như vậy là chỉ sau có 4 phút kể từ khi trở lại án cấm thi đấu 8 trận thì Văn Quyết đã có được một đường kiến tạo. Văn Kiên vừa xuất hiện ở vị trí của một cầu thủ chạy cánh phải. Và đón bóng tốt. Kion. Văn Quyết đang chạy chỗ. À, Hùng Dũng và Hai Long. Pha đánh đầu của Văn Quyết. Văn Quyết đang lùi về khá sâu. Tuấn Hải. Tấn thì thủ môn Tấn Trường với chiều cao vượt trội của mình luôn có được những sự an tâm và đảm bảo. Rất hay pha khống chế của Văn Quyết. Vẫn là Văn Quyết. Văn Quyết. Văn Quyết. Dứt điểm. Và khoảnh khắc của một ngôi sao gọi tên Nguyễn Văn Quyết. Một ngày trở lại không thể hoàn hảo hơn dành cho Văn Quyết cùng câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Một đường kiến tạo và một tình huống solo cực kỳ đẹp mắt. Văn Quyết đã cho thấy những giá trị của mình. Tám trận không được thi đấu, nhưng Văn Quyết khi trở lại đã nhanh chóng để lại được những dấu ấn. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống kéo bóng ấn tượng bằng chân trái trước khi chuyển bóng sang chân phải để dứt điểm. Đối đầu với hai cầu thủ áo đỏ nhưng Văn Quyết vẫn có thể khép lại tình huống tấn công một cách hoàn hảo nhất. Đây vẫn đang là ngôi sao sáng nhất trên sân Hà Tĩnh lúc này với một bàn thắng và một đường kiến tạo. Không thể cướp được bóng. Đây là Văn Quyết. Bóng được luân chuyển nhanh sang cánh trái. Sau đó thì Giang Pesio đã có một tình huống vào bóng quyết liệt. Nhường lại bóng cho đối phương và cũng nỗ lực để chơi bài cậy ông đập lưng ông với những tình huống phản công. Hà Nội phản công cũng tương đối sắc bén. Đây là Văn Quyết. Yalo đánh đầu. Vẫn đang là cao thủ Hà Nội. Pha giật gót là của Muzaev. Đường truyền của Muzaev. Sau đó thì Kion đã nỗ lực để làm tường ra cho Văn Quyết. Đây là Văn Kiên. Hùng Dũng. Sau đó là Tuấn Hải. Trọng tài đã thổi phạt Văn Quyết. Cầu thủ đã thi đấu đặc biệt nổi bật. Sau án treo giò 8 trận đấu thì Văn Quyết trở lại trong cuộc đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ghi được một bàn thắng và có được một kiến tạo tính đến lúc này. Đó cũng là một bàn thắng đẹp mắt
khi mà Xuân Toàn đã sâu kim được Macau và tạo ra một pha đột phá ấn tượng. Văn Quyết cú đá khá mạnh. Để tạo ra một sự kết nối rất hay. Pha thoát đi là của Hải Long. Phối hợp tốt, Văn Quyết. Văn Quyết đứng trước áp lực của Giang Clesio đã không thể thoải mái xử lý bầu. Khá tốt. Nhãn quan của Macau. Sau đó là đường truyền của Văn Quyết, Tuấn Hải. Đường truyền hơi sâu dành cho Văn Quyết. Và đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội không thể có được một pha xử lý tốt hơn trong một tư thế khó như vậy. Mọi đường triển khai bóng khi tấn công của câu lạc bộ Hà Nội đều qua chân của đội trưởng Văn Quyết. Đang có cầu thủ bị đau. Đó là Văn Quyết. Văn Quyết đã va chạm với Giang Clesio. Văn Tùng cũng là một điểm đến khá tốt dành cho những vệ tinh có khả năng chuyền bóng tốt như là Văn Quyết. Rất nguy hiểm. Văn Quyết đá thẳng quả bóng hướng về khung thành của Thanh Tùng. Rõ ràng là có những sự khác biệt. Tuấn Hải bóng hướng ra cột xa. Lưới đã rung lên nhưng trọng tài biên xác định khi Tuấn Hải chạm bóng thì quả bóng đã đi hết đường biên. Cùng là nghỉ thi đấu nhưng việc một cầu thủ gặp phải một chấn thương và việc một cầu thủ bị treo giò là hoàn toàn khác nhau. Đây là pha bóng mà trọng tài đã cho rằng Tuấn Hải đánh đầu khi quả bóng đã ở ngoài sân. Văn Quyết không vào. Văn Quyết sút ngay vào góc gần. Đã có nhiều lần ở trong trận đấu này Văn Quyết thử tài thủ môn Thanh Tùng. Quả đá hướng thẳng vào góc chữ A với một độ xoáy cao. Trước đó thì chúng ta cũng nhớ Văn Quyết thực hiện một pha gặp bất ngờ. Tiếp tục là Văn Quyết. Quả treo bóng của Văn Quyết. Thanh Tùng đã đâm bóng. Che chắn tốt để đem về một quả ném biên dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Hà Tĩnh và câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số vẫn đang là 2-2. Văn Quyết. Người chạm bóng là Bùi Hoàng Việt Anh. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.